nuôi cá thì chả thấy. Vâng, bây giờ người ta nuôi cá công nghiệp nhiều. Ừ. Cá bây giờ nó rẻ không đấy. Giống như là 100.000 một cân mà lên lúc bán thì sẽ bảo là 60.000 một cân thì không được. Bao giờ nó mới đủ? Bây giờ nó mua có 40-45 nhỉ? Ao của ông cháu cá 3 cân 4 cân này. Thì là ngoài chợ lại bán có 50 thì giỏi lắm nó một ông 45. Ừ, giờ cá rẻ đấy cả. Vâng. Thế thì đi mua mà ăn đi, tội đất chi mà phải cái cắt cỏ này cho nó rô cá rô lai này. Ừ. 30.000 một cân. Thế tội gì mà nuôi nhỉ? Ừ. Nuôi bao giờ mới được? Không, mình vẫn nuôi. Có vẫn nuôi nhưng mà nuôi cứ thả nhúc nhắc thôi chứ này. Không không đầu tư ấy. Không 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 đầu tư ăn thẳng, đầu tư ăn thẳng là mình không tính được. Ừ, hôm này làm đi ôm cỏ voi cho nó ăn thế thôi. Vâng. Mình không tính được kinh doanh. Khoảng khách cứ mình câu ăn mình câu. Không phải đi mua, tiện lợi. Ừ, không bí đấy, đùa đâu. Úi giời. Trời. Trời mùa hè này nếu mà không có cá thì bảo không dễ ăn, thi thoảng làm canh chua chứ thì. Nó đỡ khối tiền đấy. Vâng. Khách khứa toàn. Đang đi trồng quế kìa. Vâng. Cách lại toàn quận Lào Cai xuống nhau lại con cháu nó về, bạn bè nó về chơi toàn bọn thích cá thôi. Chỉ thích cái cá thôi. Ừ. Ngan gà nó đầy nó cũng chảy. Xuống thì anh câu cá, chú câu cá đi. Đợt trước cái năm ngoái cá cá to. Cá khoảng 3 cân rưỡi 4 cân. Chỉ sướng là sướng câu thôi. Con. Đúng không? Chỉ sướng là câu nhìn nó sướng cả. Chứ về ăn thì nếu mà hai ngoài chắc làm cái đầu không hết. Nó câu xong nó còn mang về chứ. Vâng, nó mà câu mang về. Ừ. Ăn xong rồi câu phải sẽ câu nhiều. Rồi tí cháu làm con để mang về. Đấy, bây giờ chị nháo giờ dàng lại ạ. À? Con cháu về chơi thì sướng được cái cá to. Ừ. Câu xong rồi còn mang đi. Vâng. Bên ngoài tốt, bên trong thì nó không ấy mấy nhỉ? Nhiều đá quá xấu. Đấy, thằng mất gần 100 triệu để trồng chuối chơi thôi. Xuất ra đằng kia đây đang có biển ấy đây, phải không? Đâu? Biển treo kia đây. Cứ. À không phải của ông à? Có ông mua chuối này đây này. Vâng. Ông mua đám chuối thôi, còn kia mới cũng cơ. Cơm cho biển bán, mình đất đâu mình bán. Đất mua nữa. Để ai bán thì mua thêm. Này còn tính thế. chỗ này đẹp nhỉ, ở này nhỉ. Vâng, cao giáo. Chính ở chỗ này đẹp hơn trong. Vâng. Trong bí. Thế là nay mai đường xá rồi nó thuận tiện thì ở ngoài nó ấy hơn. Nhưng mà nó không yên tĩnh như trong chỗ ông ở bây giờ. Không thích được. Ai cũng bảo ra ngoài này xây nhà, không xây đây. Đường bây giờ và tận chân xây ngoài làm gì? Bên này ở trong nó yên, ông già, già yếu ở nó yên tĩnh đúng không? Xây ở đây và để cho nó quấy phá. Nay mai có phải là nhà san sát nhau cơ thì chúng nó buôn bán ra ngoài. Ừ. Nhưng mà ở trong nó yên tĩnh hơn, chăn nuôi nó dễ dàng hơn, không có người đi lại. Bây giờ cháu bảo bây giờ của cải trong hết. Vâng. Gà qué bây giờ trong ao hết. Ao chuồng tất cả ao nó gọn. Bây giờ chỉ nhé thì ở đây xong lại tối lại vào đấy ngủ. Vâng. Cũng hóa ra lại lại mệt ra. Mệt ra xây để không ở đây. Đấy, ai trong thôi, ngày mai thằng nào cây vợ cho ra ngoài lại ở thì ở, không thì dần dần nếu mà không nghe thì bố cũng bán chẳng hạn, nếu ví dụ thế. Rồi, không ấy thì bán, có thế đấy. Bán chỗ này cho hỏi giờ nên tiếng bán được này. Chỉ là nó được giá hay không được giá theo ý mình thôi hả? Chính là trong kia chủ cơ thì khó bán. Vâng. Cái này nó khoán. Mấy người nó hỏi. Chưa dám. Nó hỏi.
hỏi bảo là bán thì bây giờ sẽ bán để làm gì, chả giải quyết gì cả. Nói thực ra thì tiền thì không phải bảo là thiếu thì không thừa thì không phải, thế nhưng mà dùng cái khoản tiền to thì chưa dùng đến. Không lợi dần gì, không vấn đề gì, nên ta không cần phải giải quyết cái việc đấy. Nói thật, bảo bây giờ bảo không cần tiền thì không phải. Đúng rồi. Đúng là nếu mà cần cái khoản to thì không cần đến. Không cần đến thật. Chưa cần đến, gọi là chưa cần. Nhà cửa xong rồi, rồi chỉ có làm ăn bình thường thôi. Thế làm thôi. Thì nói chung là nhúc nhắc thì thoải mái, mai dầu, mai, dầu thì không có. Mai mai thì... thằng nào ở thì cung điểm mà không ở thì ra ngoài ở thì ở, mà không ở nữa thì chúng mày đi. Không ở đây thì bố mình không coi thì bố mình bán. Thì nói chung ra cái chỗ của cái địa phương của cháu mình giàu không có, nhưng nghèo không bao giờ có rồi. Đúng rồi. Thì ăn, làm thoải mái ăn. Đúng không? Nhưng mà cái làm thì ăn uống thoải mái. Đây này, khách này. Ừ. Tao còn chặt chuối à? Nó cứ quay này, tao không dám cắt. Cứ chặt thoải mái. Chặt thoải mái. Chặt chuối này. Chào bà con. Nó cứ quay để nó tí nó đưa lên clip. Tao không dám quay. Cứ cắt thoải mái về cho cá. Em chào các bác nhá. Vác một vác hai cây chứ, hay một cây. Thôi, thằng này nó khỏe lắm, nó chơi mấy hai cây. Hai cây to, hai cây bé, nó phải chơi ba cây. Hai tay hai em. Chả bớt cái cây to ở góc, ở mé, vùng cơ kia, nếu ấy, chỉ bớt cái cây... Cái nào nó gần buồng thì nó cần qua buồng thì kệ nó. Thì chặt mấy cái sâu đi. Cái này bây giờ cái chuối này đi đánh trồng tốt. Vâng, giờ còn chỗ nào đất đấy đấy. Đất mới gạt ra ấy nhỉ. Tụt lắm, đất đỏ ấy. Đây là chỗ đất đỏ này này. Chứ rồng hẳn cái đất mà nó chặt chặt đất thì lại không lên đâu. Không được đâu. Chính cái đất đỏ mới đổ ra nhất là hợp chuối. Vâng. Giờ ông có đi chợ búa gì không? Bây giờ chỉ có bán ổi thôi. À, thế thì chắc là tuần mới đi hai phiên thôi nhỉ? Chứ có phải đều đều như ngày nào cũng có ổi bán đâu hả? Nó rộ thì cũng có ngày nào cũng có. Nhưng mà như thời điểm bây giờ nó kiểu nó trái vụ ấy. Vâng, thì hai ba hôm mới... Thế thôi, hai ba hôm, tuần đi đôi lần. Tuần rằm mùng 1 thì vâng. Bao giờ cũng có. Hoa quả thì mình cứ phải để xin chữ tuần rằm mùng 1. Vâng, đấy là hoa quả thì thế. Thứ bảy chủ nhật. Tuần kiểu gì cũng thứ bảy chủ nhật là bao giờ cũng đi. Nó tuần rằm mùng 1. Cứ nhắc nữa thế là này mà. Hết thịt thì lại đi. Này mà như ông mà ví dụ cũng nuôi ngan nuôi gà nuôi hàng 100 con 200 con thì không, chuối đấy cũng chặt hết. Chuối làm mấy đâu. Đúng không nhỉ? Thôi nhá, nếu nuôi 100 con ngan nhá. Hay là 200 con mà cứ. Nuôi nhá, cái vườn chuối này chả thấm ý gì cả. Thằng Sơn nó nuôi thế này. Để nó đi tứ xứ. Sơn được bán chưa? Bán hết rồi. Bán hết chưa? Bây giờ còn có ăn không? Có vào làm bữa chứ canh không? Cũng nhà con có hàng hơn 100 con mà. Để ngan nó ăn sạch kìa. Vâng. Nhà con nuôi ấy, nhưng mà nhà con nuôi hơn 100 con mà giờ đang bắt đầu ấy rồi, gọi khách rồi. Dạo này cũng chậm lắm, nó không về. Vâng. Nó ăn đấy bán bao nhiêu? Chưa được bán, đang gọi bán nhưng mà nó chưa bắt đầu mới ấy thôi. Nhưng mà giá bao nhiêu? Đã có biết giá đâu. Giá thì hỏi Sơn. Nhưng trong bây giờ cũng rẻ. Rẻ. 50 cũng có. Vâng. 55, 60 cũng có. Mùa này bộ nẹt thế này. Bộ nẹt chuối. Đúng rồi. Cẩn thận lúc nó cọ một người thì. Năm ngoái cháu nuôi 60-70 con này, chặt chuối và thái liên tục về trộn ngô. 60-70 con cái vườn chuối để tan tành ngay. Năm nay thì
không cho ăn ngô mới chuối là ngô thì bảo đang tính cho ăn ngô hạt mới lại thóc rồi chứ không không ra chuối nữa. Ừ. Cứ thóc đổ cho ăn. Đấy, đúng là để đi. Chắc... Đây đây con. Ừ. Hả? À? Chuối thôi mà. Ờ đây anh vào. Anh đang quay gì đấy? Ừ. Nó quay nó nằm phóng sợ. Ừ. Phóng sợ.